Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bọng Quân Mario và mình đã có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mình khám phá trong Văn Miếu Quốc Tử Giám có gì đặc biệt nha. Get go, get go. Và trước khi mà đi vào trong Văn Miếu thì mình sẽ mua vé nha các bạn. Vé thì nằm ở bên quầy tay trái của mình. Mình sẽ vào đi mua vé và sau đó mình sẽ dẫn các bạn vào thăm. Ok. Lấy cho em hai vé người lớn. Các bạn ơi, như vậy là tụi mình đã mua được vé rồi nha các bạn. Hai vé cho người lớn đó là 60.000 đồng, như vậy là một người 30.000 đồng. Và mình cũng trong hành trình lần này thì mình sẽ nhờ hướng dẫn viên, tại vì thổ địa ở đây sẽ biết rất là nhiều thứ và kể rất là nhiều câu chuyện để cho các bạn được biết nha. Và thì hướng dẫn viên là 150.000 đồng. Đây là cái thẻ kim bài miễn tử đi vào công cánh cổng nè. Get go, tụi mình sẽ đi vào. Tăng 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 tăng. Đây là con đường dẫn lối vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, một con đường rất là nên thơ. Mà con đường này thì bạn có thể chụp hình sống ảo thì mê chữ E kéo dài đó nha. Các bạn thấy một con đường đi vào, chúng ta đi vào một trong thẳng luôn. Và mình sẽ ngồi đây đợi một chút xíu chờ hướng dẫn viên ra, tại vì mình thuê hướng dẫn viên. Văn Miếu thì được xây dựng từ năm 1070 dưới triều của vua Lý Thánh Tông, và ông cho xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên thánh tiên hiền. Và chức năng thứ hai của Văn Miếu đó là nơi học tập của Hoàng Thái Tử, và người học trò đầu tiên tới học tại Văn Miếu đó là Thái Tử Lý Càn Đức, và sau này lên ngôi đó là vị vua Lý Nhân Tông. Đây là người đã cho xây dựng trường Quốc Tử Giám khu vực phía sau. Và như em biết đấy, Quốc Tử Giám thì đã trở thành cái trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước và xứng đáng là trường đại học đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Thế hiện nay thì khu di tích được chia thành 5 khu ở phía bên trong. Khu đầu tiên này em thấy là có 3 con đường dẫn vào khu di tích. Thì hai con đường hai bên xưa dành cho học trò đi và bách tính đi. Riêng con đường chính giữa xưa kia dành cho vua và các quan đại thần đi. Thế trước đây, trước mặt của chúng ta thì có một cái cổng. Cổng này được gọi là cổng Đại Trung, nghĩa là chiếc cổng lớn đứng ở chính giữa. Hai bên thì có hai cổng nhỏ, bên tay phải được gọi là Thành Đức, tay trái được gọi là Đạt Tài. Và đó là một trong những cái phương pháp giáo dục của cha mình, giáo dục con người hội đủ hai yếu tố, đó là tài năng và đức hạnh. Hai vấn đề rất quan trọng mà cha mình đã rất quan tâm. Thì khu di tích với một cái khuôn viên thiên nhiên rất là tươi đẹp, cây xanh rất là nhiều, đúng không? Và chúng ta thấy là hiện nay thì khu di tích mặc dù trong xã hội hiện đại nhưng nó vẫn bao trùm lên nó là cái nét văn hóa, cái không gian văn hóa của thời xưa để lại. Ở khu vực thứ hai thì có một công trình kiến trúc rất đẹp đã được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Khuê Văn Các là công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu được xây dựng vào năm 1805 dưới triều của vua Nguyễn Gia Long và do tổng trấn phía Bắc ông Nguyễn Văn Thành cho xây dựng với mục đích là biểu dương nền văn học Việt Nam. Thì dừng lại một chút em quan sát thì em thấy là cái Khuê Văn Các này, cái kiến trúc độc đáo đó là cái cửa sổ hình tròn đấy, với những cái thanh lan can có tiện tỏa ra bốn phía. Và cái cửa sổ hình tròn đó nó tự trưng cho ngôi sao Khuê đang tỏa sáng. Ngôi sao Khuê là một cái chòm sao rất sáng như bầu trời. Ngôi sao nhá. Cái chòm này thì nó gồm 16 vì sao và sắp xếp gần giống hình chữ văn. Nếu mà đi gần lại thì em sẽ nhìn thấy chữ văn là chữ Hán trong ba chữ trên kia, đọc từ bên phải sang đó là Khuê Văn Các. Mình nhìn thấy chữ văn ở chính giữa chưa? Đó thì tròn sao Khuê theo mô tả trong sách xưa thì nó sắp xếp gần giống cái hình chữ văn này, gần giống thôi. Và sách Hiếu Kinh xưa kia cũng nói rằng ngôi sao Khuê là ngôi sao chủ về văn học, chủ về học tập. Vì thế chức tác xây dựng để biểu dương nền văn học cũng như nền văn hiến rực rỡ của dân tộc Việt Nam. Thế với kiến trúc độc đáo cùng với ý nghĩa sâu sắc như vậy, Khuê Văn Các đã được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Cái biểu tượng khu thứ ba này thì ở đây em sẽ thấy chính giữa có một cái giếng hình vuông. Chiếc giếng này gọi là giếng Thiên Quang. Thiên là trời, quang là ánh sáng, nạo trong xanh phản chiếu ánh sáng của bầu trời. Và đây thì có một cặp phạm trù về văn hóa rất hay, đó là phạm trù triết học phương Đông, âm dương. Âm dương à? Âm dương. Vuông vuông tròn 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 vuông vuông. Hình vuông của giếng Thiên Quang tượng trưng cho mặt đất. Lúc này nếu như em kết hợp với cửa sổ tròn của Khuê Văn Các thì lúc này cửa sổ tròn lại là bầu trời, đúng không ạ? Có trời, có đất, là nơi xứng đáng, là nơi hội tụ những cái tinh hoa tinh túy nhất của trời và đất, và xứng đáng là nơi đào tạo cho nhân tài cho đất nước Việt Nam. Khu vực này còn là lưu giữ những cái báu vật quốc gia. Hay vậy hả?
82 tấm bia tiến sĩ. Như vậy là ở đây là chỉ có là bảo vật quốc gia là tấm bia này. Đúng rồi. 82 tấm bia tiến sĩ của chúng ta là những kho sử đá quý giá của dân tộc mình. Năm 2011 vừa qua thì 82 bia này đã được công nhận là ký ức tư liệu di sản thế giới. Và đến năm 2015 thì chính phủ đã công nhận đây là bảo vật quốc gia. Yeah. Đúng không ạ? Đây chúng mình sẽ tiến hành, chúng ta sẽ tìm hiểu về những tấm bia này nhé. Hiện nay thì khu vực này chúng ta lưu giữ được 82 tấm bia của 82 khoa thi. Đó là từ khoa thi năm 1442 cho đến khoa thi năm 1779. Và trên 82 bia của chúng ta thì có khắc tên tuổi của 1304 vị tiến sĩ. Đây đều là những vị danh nhân văn hóa của đất nước, để con người đã góp phần xây dựng nên nền văn hóa rực rỡ của cha mình. Thì quan sát bia bao giờ cũng thấy được chia thành 3 phần: chán bia, thân bia và phần đế bia. Thì cái phần chán bia đó, mô típ trang trí chủ yếu đó là hình hai con rồng trầu và vầng nhật nguyệt. Và theo quan niệm nho giáo đó là biểu tượng cho sự phát triển và thân thiện. Hàng chị Hán chạy ngay phía dưới cho chúng ta biết về cái niên đại tổ chức khoa thi năm đó là năm bao nhiêu. Và bài văn bia thì phần lớn ca ngợi triều vua đang trị vì. Và đó sẽ biết được tình hình xã hội lúc đó như thế nào, lý do mục đích cho tổ chức khoa thi, tên của những vị quan đã tham dự tổ chức kỳ thi. Và đặc biệt những hàng chữ Hán lớn hơn một chút, gồm 3 chữ 1 hoặc 2 chữ 1, em có nhìn thấy không? Dạ, chạy từ trên xuống dưới đó. Thế đó chính là tên của những người tiến sĩ đỗ trong kỳ thi của chúng ta. Thế thì xưa kia cha mình học tập như thế nào mới có thể lưu danh để xin mời tiến sĩ? Họ sẽ dành thời gian học tập từ 10 đến 15 năm đèn sách và vượt qua 3 kỳ thi lớn, đó là thi hương, thi hội và thi địch. Đúng không ạ? Kỳ thi hương thì được tổ chức ở các địa phương. Ví dụ ngày xưa chúng ta có kỳ thi trường thi hương Nam Định, trường thi hương Nghệ An, trường thi hương Hà Nội. Thông thường là cứ 4 tỉnh gộp lại thành trường thi hương. Tại đây thì họ sẽ trải qua 4 trường thi, đỗ cả 4 trường thi này thì được coi là đỗ thi hương. Và dưới triều Lê đều được gọi là hương cống, dưới triều Nguyễn được gọi là cử nhân. Như vậy tương đương với cử nhân, tương đương nhân bây giờ. Đại học bây giờ đó. Và đỗ được kỳ thi hương này mới lên kinh thành Thăng Long, có thể học tại trường quốc tử giám xưa và có thể tham dự ngay kỳ thi hội. Đỗ thi hội thì cũng được tổ chức cũng 4 trường như kỳ thi hương nhưng ở cấp độ cao hơn, và đỗ cả 4 trường như vậy thì được gọi là đỗ thi hội, tương đương với đỗ tiến sĩ chúng ta bây giờ đó. Thì những vị tiến sĩ này sẽ vào một kỳ thi nữa, đây là kỳ thi cao nhất, được tổ chức tại sân rồng nhà vua và do chính là đưa ra đề thi. Vì vậy mà kỳ thi đó được gọi là thi đình hoặc là thi điện. Thế từ đây thì nhà vua sẽ căn cứ với kết quả của họ để phân thành 3 cấp đỗ tiến sĩ, đó là đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp. Riêng đệ nhất giáp lại được chia thành 3 danh mà chúng ta vẫn gọi là tam khôi. Đứng đầu tam khôi xưa kia được gọi là trạng nguyên, thứ hai bảng nhãn và thứ ba là thái gia. Thế trong 82 khoa thi này thì chúng ta chỉ có 18 vị trạng nguyên thôi. Như vậy là không phải khoa thi năm nào trường mình cũng lấy trạng nguyên, đúng không? Ở tấm bia thứ 3 đây, em thấy trên tấm bia này, tấm bia thứ 3 từ ngoài vào. Tấm bia dựng cho khoa thi năm 1463. Trên đó có tên tuổi vị trạng nguyên của chúng ta rất giỏi về toán học, đó chính là ông Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh đỗ đầu khoa thi này. Và vì rất giỏi về toán học cho nên dân gian đã tặng ông hai chữ, đó là trạng lường. Lường là đo đạc, lường là toán học ấy. Như vậy Lương Thế Vinh là trạng lường, tức là vị trạng nguyên rất giỏi về toán học. Đó, thế kỷ thứ 15. Thì chúng ta thấy là xưa kia thì cái việc kiến thức của cha mình học chủ yếu là những kiến thức về văn học, về xã hội, về lịch sử là chủ yếu. Những kiến thức về tự nhiên, về toán học không nhiều. Tuy nhiên thì Lương Thế Vinh đã trở thành vị toán học nổi tiếng của chúng ta thế kỷ thứ 15. Bên cạnh đó thì ông cũng là một nhà chính trị, nhà ngoại giao, cũng như là một nhà thơ văn rất là nổi tiếng. Là một trong 28 vì sao của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập nên, đúng không? Đó là một con người rất là giỏi. Hay như tấm bia chúng mình vừa đứng đó, tấm bia này dựng cho khoa thi năm 1775, thì trên đó có tên tuổi nhà chính trị gia của chúng ta rất nổi tiếng, đó là ông Ngô Thì Nhậm. Ngô Thì Nhậm là một cánh tay phải đắc lực của vua Quang Trung trong cái trận đánh thắng Đống Đa Ngọc Hồi. Thế tuy nhiên thì rất tiếc là về cuối đời ông cũng bị những cái thế lực của triều Nguyễn trả thù, và sau một trận đòn đánh 100 roi ngay tại sân Văn Miếu này, trở về quê hương ông đã mất tại quê nhà. Đó là một con người rất là tài hoa. Thế ở đây thì có tấm bia dựng, một trong những tấm bia đầu tiên được dựng bia, khoa thi đầu tiên dựng bia luôn, đó là khoa thi năm 1442. Nhớ là khoa thi đầu tiên được dựng bia chứ không phải là khoa thi đầu tiên của nước mình. Khoa thi đầu tiên của nước mình là vào năm 1075, nhưng thời đó chưa có lệ dựng bia cho nên không có bia ở đây. Còn đây là cổng gì? Đây là cổng Đại Thành. Khi đi từ ngoài vào em thấy có mỗi cổng Văn Miếu có cửa, và đây lại có cổng Đại Thành có cửa đóng vào.
Như vậy những chiếc cổng này chỉ được mở ra khi mà ngày xưa vua và các quan đến đây để làm lễ dâng hương và tế lễ thần kinh. Và bình thường thì sẽ đóng lại. À, mọi người chỉ đều có thể ở ngoài thôi. À, mọi người chỉ ở ngoài chỉ được phép cho vua chú vào trong bên trong thôi. Đúng rồi. Khi đó là khu văn miếu là nơi thờ tự. Chúng ta đang vào khu thứ tư đấy. Nơi thờ tự xưa kia. Cái sân này gọi là sân Đại Bái. Phía bên trước là các bạn trong đó. Xưa thì các vua quan đến đây làm tế lễ. Còn ngày nay thì các bạn sinh viên, học sinh tiếp nối theo những cái truyền thống của dân tộc mình đến đây, làm lễ dâng hương, khuyến học rất là nhiều như các bạn thấy đây. Điện Đại Thành, nơi đặt tượng thờ Khổng Tử và các học trò xuất sắc nhất của ông. Thế chúng ta đều biết là Khổng Tử là một nhà hiền triết rất nổi tiếng của Trung Hoa. Ông sống cách chúng ta hơn 2.500 năm, sinh năm 551 và mất năm 479 trước Công nguyên. Đây là một trong những người đã sáng lập môn đạo nho học, và đạo này dạy chúng ta về những cái đối nhân xử thế trong xã hội xưa kia. Đó là tu thân, thể gia, trị quốc và bình thiên hạ. Đó. Thì cái nổi lên cái học thuyết của ông đó là trị nhân. Sử dụng cái chữ nhân hơn hầu hết tất cả cái vai trò cũng như là cái hoạt động của ông. Thì chữ nhân của ông ở đây đó chính là tình yêu giữa con người với nhau, mong muốn con người sống tốt đẹp hơn và yêu thương nhau hơn. Và tại nơi này thì Khổng Tử được tôn vinh với một vai trò nữa, đó là vai trò người giáo dục. Thầy được ca ngợi là bậc vạn thế sư biệt, bởi ông có rất nhiều những phương pháp giáo dục đào tạo rất phù hợp và cũng như là rất tiến bộ. Bình thường là mình sẽ vào được vào tham vọng trong này luôn không kiểu. Tuyến du lịch là sẽ đi từ ngoài cổng vào, qua tiền đạo một, và bên trong là trường, vị trí ngôi trường xưa của người Đà, thầy học. Đang quan sâm, tuyến du lịch có thể, khách có thể đi ra bằng cổng này, hoặc ra cổng bên kia, họ gửi xe, sẽ ra đây. Cái khu đằng sau này được gọi là Trường Quốc Tử Giám, vị trí của Trường Quốc Tử Giám xưa kia. Như là mình đã giới thiệu thì Quốc Tử Giám của chúng ta được xây dựng từ năm 1076. Ngôi trường tồn tại hơn 700 năm lịch sử, trở thành một cái trung tâm đào tạo nhân tài bậc nhất của quốc gia. Thế nhưng rất tiếc là đến năm 1946 thì những gì còn lại khu trường xưa đã bị thực dân Pháp cho phá hủy tất cả. Như vậy ngôi trường xưa không còn nữa. Từ đó cho đến năm 2000 thì nơi đây chỉ là một bãi đất trống thôi, không có bất cứ một hoạt động hay một kiến trúc nào cả. Thế đến năm 2000 thì công trình này mới được xây dựng hoàn toàn để kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội chúng ta. Hiện nay thì không dành là nơi dạy học nữa, nhưng là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa của Việt Nam, và cũng là nơi thờ thầy giáo Chu Văn An cùng ba vị vua. Thế chúng ta sẽ vào phía bên trong để tìm hiểu về họ. Xưa kia thì hai bên này là hai dãy giảng đường. Trường Quốc học của chúng ta thì có các phòng học, có thư viện, rồi là có nơi nghỉ học tập của sinh viên. Còn gọi là ký túc xá đấy. Khu đằng sau được gọi là hậu cung. Chính giữa thì là nơi thờ, tượng thờ thầy giáo Chu Văn An. Thầy Chu Văn An là người Hà Nội, ông sinh năm 1292 và mất năm 1370. Dưới triều Trần thì tương truyền ông là người đã đỗ thái học sinh, tương đương như đỗ tiến sĩ sau này dưới triều Lê. Nhưng thầy đã không ra làm quan thị triều đình mà ông đã về nhà để nhờ trường dạy học, và nổi tiếng là người thầy giáo rất là thanh liêu. À, sau này với cái tiếng tăm lẫy lừng của mình, ông đào tạo rất nhiều nhân sĩ nhân tài, có những cái người học trò đã làm quan lớn trong triều đình. Vì thế mà tiếng tăm của ông tản vang xa, và rất hâm mộ cái tài năng cũng như đức hạnh của thầy thì vua Trần Minh Tông đã mời ông về triều để dạy thái tử Trần Vượng và đồng thời cho giữ chức tư nghiệp quốc tử giáo của ngôi trường xưa. Thế thế kỷ thứ 13 thì cái chức tư nghiệp này là chức cao nhất của ngôi trường, và thầy Chu Văn An là người đầu tiên giữ chức ngôi trường này. Coi là thầy hiệu trưởng. Đúng rồi, và tương đương với chúng ta bây giờ đó chính là hiệu trưởng. Tuy nhiên thì sang đến trường Lê thì họ thay cái chức cao nhất là chức tế tử. Và thầy giữ chức ngôi trường quãng chừng 30 năm, và trong 30 năm này ông là người đã đưa ra những cái giáo án, những cái phương pháp dạy dỗ cho sinh viên trường đám xưa kia. Và đã gặt hái được rất nhiều thành công, góp phần đào tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước Việt Nam. Và sau này thì khi mà gặp cái thời kỳ đất nước rối ren ấy, thì ông đã dũng cảm dâng cái bài sớ rất nổi tiếng, đó là Thất Trảm Sớ, xin chém chết bảy tên định thần. Tuy nhiên rất tiếc là vua đã không nghe theo, vì thế mà thầy đã xin từ quan về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, tỉnh Chí Linh, Hải Dương, và tiếp tục sự nghiệp trồng người dạy người của mình ở đó một cách xuất sắc. Cũng mất tại nơi đó vào năm 1370.
Và sau khi thầy mất thì vua Trần Nghệ Tông đã đưa bài vị của ông thờ tại văn miếu này, chính là khu Quỳnh Sơn như chị đã nói. Và thầy Chu Văn An là một trong những người Việt đầu tiên được thờ tại văn miếu của chúng ta. Và bức tượng đồng này mới hoàn thành vào năm 2003. Đây là một cái bức tượng rất là quý, cân nặng tới 5 tấn đồng. Và do những nghệ nhân đúc đồng của làng Ngũ Xã, một làng nghề rất nổi tiếng Hà Nội chúng ta làm nên. Thì ở trên lầu 2 như các bạn thấy là ở trên lầu 2 thì thờ ba vị vua có công trong việc là xây dựng văn miếu của Tự Giáo. Đó chính là bên này là vua Lê Thánh Tông và bên này chính là vua Lý Thánh Tông. Và bên này thì cũng có một vị vua tiếp theo, Lý Nhân Tông. Ba vị vua có công trong việc xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám thì được thờ ở trên lầu 2 nhớ các bạn. Như vậy là kết thúc một ngày tham quan tại văn miếu Quốc Tử Giám rồi. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và đã đồng hành cùng với Bọng Ngô Mario trong tập vlog này. Yêu thương Bọng Ngô Mario đừng quên là nhấn like, subscribe, đăng ký kênh một kênh vlog du lịch tâm linh lan tỏa giá trị địa phương. Các bạn nhớ nha, ủng hộ Bọng Ngô bằng cách là nhấn like, subscribe. Những ai chưa nhấn like, những ai chưa nhấn subscribe thì để lại cho Bọng Ngô những cái lời bình luận và những cái subscribe đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Truyền năng lượng tích cực nào. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.